nghệ thuật thu phục lòng người trong giao tiếp. Đất nhân tâm là nghệ thuật thu phục lòng người trong giao tiếp để tất cả mọi người yêu mến mình. Trước hết phải hiểu rõ và quan tâm đến những người xung quanh, giúp đỡ họ phát triển lên một tầm cao mới. Đây chính là nghệ thuật và mang ý nghĩa sâu sắc nhất về con người được đúc kết. Nghệ thuật thu phục lòng người trong giao tiếp. Thứ nhất, không chỉ trích, oán trách, than phiền. Cuộc sống của bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi những người bạn gặp trên đường đời. Đó là những người sẽ mang lại cho bạn những kinh nghiệm sống đầy tuyệt vời. Dù điều ấy tốt hay xấu, thì bạn cũng đừng nên lên án, chỉ trích hay than phiền ai cả. Thậm chí, nếu có người làm bạn tổn thương, họ phản bội, họ lợi dụng lòng tốt, hãy cứ tha thứ cho họ. Đây là cách để bạn học được cách khoan dung. Chỉ trích người khác không khó, nhưng làm sao vượt qua tâm lý ấy để cư xử rộng lượng, vị tha mới là điều đáng để chúng ta quan tâm. Thứ hai, biết cách cảm kích và khen ngợi một cách thành thật. Khen ngợi và cảm ơn những người xung quanh chân thành là cách hữu hiệu nhất để gắn kết mọi người, thể hiện tình thân ái và là nguồn động viên to lớn. Mỗi khi nhận được lời cảm ơn và khen ngợi, chúng ta sẽ cảm thấy vui hơn, được quan tâm, được công nhận và yêu thương. Con người sẽ trở nên hoàn hảo hơn khi nhận được lời khen chân thành để có động lực sửa những tính xấu vốn có. Bản chất của con người rất khó thay đổi. Động cơ duy nhất thúc đẩy được con người làm điều đó chính là việc khao khát được thể hiện chính mình. Thứ ba, khơi gợi để người khác thực hiện theo ý mình. Thông thường con người ta thường dễ khi nhận nhưng khó khi cho, dễ dàng nghĩ xấu về người khác nhưng rất khó để tăng cho họ niềm tin. Dập tắt ước mơ của người khác nhưng cực kỳ khó để thắp lên lại hy vọng cho họ. Tại sao chúng ta lại ngại những việc khó? Thứ tư, quan tâm đến người khác một cách chân thành. Nếu như sự quan tâm của bạn đến một người chỉ xuất phát từ sự muốn gây chú ý, bạn sẽ không bao giờ có những người bạn chân thành. Nếu muốn có những người bạn thực sự, hãy thể hiện sự quan tâm, chân thành và không vụ lợi. Con người có hai cánh tay, một để tự làm cho bản thân, một để giúp đỡ người khác. Con người hoàn toàn có thể thành công trong hầu hết mọi việc nếu người đó có sự nhiệt tình vô hạn. Nghệ thuật thu phục lòng người là kỹ năng giao tiếp cơ bản. Chúng ta cần nên nắm bắt cơ hội từ các bí quyết trên để giúp phát triển các mối quan hệ trong cuộc sống. Đừng từ bỏ ước mơ khi bạn chưa trải qua sóng gió. Ở bài viết này, mình sẽ gửi đến bạn câu chuyện về ba cái cây và bài học cuộc sống ý nghĩa. Đừng vội từ bỏ ước mơ khi bạn chưa trải qua sóng gió. Trong cuộc sống của con người cũng vậy, khi những thứ bạn mong ước, cầu nguyện dường như chưa đến theo đúng như cách bạn nghĩ, thì cũng đừng vội thất vọng và buông xuôi. Bởi khi vượt qua được những khó khăn ấy, giá trị của bạn có được còn hơn cả những ước mơ ban đầu. Có ba cái cây cùng sống trên một ngọn đồi trong khu rừng đang nói chuyện với nhau về hy vọng và ước mơ của mình. Cây thứ nhất nói, tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ trở thành một cái rương để châu báu, tôi có thể chứa đầy vàng bạc và các loài đá quý. Cây thứ hai tiếp lời, tôi muốn vào một ngày không xa, tôi sẽ trở thành một con tàu đồ sộ, tôi sẽ chở đức vua và hoàng hậu vượt trùng dương đến khắp mọi nơi trên thế giới. Cuối cùng, cây thứ ba lên tiếng, tôi muốn mình sẽ trở thành cái cây cao nhất, thẳng nhất trong khu rừng này. Người ta sẽ nhìn thấy tôi trên đỉnh đồi, nhìn những cành vươn cao, rồi nghĩ tới thiên đường, nghĩ tới thượng đế, và tôi sẽ ở gần ngài biết bao. Vài năm sau, điều ước của ba cái cây trở thành hiện thực. Một nhóm tiều phu tìm đến chặt cả ba cái cây. Cây thứ nhất, họ đưa đến chỗ thợ mộc. Cây thứ hai, họ đưa đến xưởng đóng tàu. Còn cây thứ ba thì bị chất trong kho. Khi cái cây thứ nhất được đưa đến chỗ người thợ mộc, nó được làm thành máng ăn cho động vật. Nó được đặt trong một cái kho thóc và đựng đầy rơm. Đây không phải là tất cả những gì nó đã cầu sinh. Cái cây thứ hai thì bị chặt đi,
và làm thành một chiếc thuyền đánh cá nhỏ. Ước mơ được làm một chiếc tàu vĩ đại và chở các vị vua đã kết thúc. Cái cây thứ ba thì được xẻ thành từng khối và nằm yên trong bóng tối. Nhiều năm trôi qua và những cái cây đã quên đi giấc mơ của mình. Vào một ngày nọ, có một người đàn ông và một người phụ nữ đến cái kho thóc đó. Cô ấy sinh một đứa bé và họ đặt tên đứa bé vào trong cái máng làm từ cái cây thứ nhất. Cái cây có thể cảm nhận được rằng nó đang mang kho báu quý giá nhất từ xưa tới giờ. Năm tháng qua đi, một nhóm người ngồi vào chiếc thuyền đánh cá làm từ cái cây thứ hai kia. Trong khi họ đang bơi thuyền trên dòng nước, một cơn bão lớn xuất hiện và cái cây đã nghĩ rằng nó không đủ chắc chắn để giữ cho những người kia được an toàn. Cho tới khi một người ngồi trên chiếc thuyền đứng dậy và nói, "Bình an!" Và thế là cơn bão ngừng hẳn. Vào lúc đó, cái cây biết rằng nó đã chở được vị vua của mọi vị vua. Cuối cùng, ai đó đến và lấy cái cây thứ ba. Nó được chở qua những con đường trong khi mọi người chế giễu người đang vác nó. Đến khi họ dừng lại, người đàn ông bị đóng lên cây và bị treo trên không. Đến ngày Chủ nhật, cái cây nhận ra rằng nó đang đứng ở đỉnh đồi và đang rất rần Chúa, bởi vì Chúa Giê-xu đã bị đóng đinh ở trên thân cây của đó. Khi mọi việc không theo ý muốn của bạn, hãy luôn hiểu rằng Thượng Đế đã có kế hoạch riêng cho bạn. Nếu bạn đặt niềm tin vào người và sống thật tốt, người sẽ trao cho bạn những món quà tuyệt vời. Mỗi cái cây đã có điều chúng mong muốn, chỉ là không phải theo cách chúng đã tưởng tượng. Chúng ta không phải lúc nào cũng biết đến những kế hoạch Thượng Đế dành cho chúng ta như thế nào. Chúng ta chỉ biết rằng, cho dù cách làm của người khác với chúng ta, nhưng chúng ta luôn là cách tốt nhất. Quan trọng nhất là phải biết được mình muốn trở thành gì, thành người như thế nào, rồi vũ trụ sẽ góp sức giúp ta đạt được điều đó, dù đôi khi không theo cách mà ta mong muốn. Đừng đặt quyền năng sáng tạo được đời mình vào tay người khác, kể cả Thượng Đế, bởi chúng ta không phải những cái cây. Chúng ta là những con người với đầy đủ khả năng tư duy, sáng tạo và thay đổi. Đó là đặc ân không loài nào có được. Sau cùng, dù hiện tại chuyện xảy ra với bạn có thể hại đến đâu, thì khó khăn đến thế nào, thì cũng hãy tin rằng tất cả rồi sẽ qua và chúng ta đều đang thực sự thực hiện cái sứ mạng của mình dưới góc nhìn của Thượng Đế. Đừng bao giờ cho rằng ai đó, thứ gì đó hay một việc gì đó là vô nghĩa, bởi vì Thượng Đế không tạo ra thứ gì vô nghĩa, kể cả là một hạt bụi. Trong cuộc sống của con người cũng vậy, khi những thứ bạn mong muốn, cầu nguyện dường như chưa đến theo đúng như cách bạn nghĩ, thì cũng đừng vội thất vọng và buông xuôi. Nếu biết tin tưởng và theo đuổi niềm mơ ước của mình, thì bạn sẽ có được những món quà còn giá trị hơn thế. Đừng vội từ bỏ ước mơ khi bạn chưa trải qua sóng gió, bởi khi vượt qua được những ngày khó khăn ấy, thì giá trị của bạn có được còn hơn cả những ước mơ ban đầu.